Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với thanh niên các dân tộc tỉnh Gia Lai và cũng là dịp để nhìn lại một chặng đường đầy ý nghĩa của nhiệm kỳ 2017-2022 với những thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà. Thanh niên tình nguyện là một trong những phong trào ghi được dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Gia Lai trong nhiệm kỳ vừa qua. Trên tất cả các lĩnh vực, màu áo xanh khát vọng của thanh niên đã lan tỏa tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Ngoài những phong trào tình nguyện chủ đạo của Trung ương Đoàn phát động, các cấp bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã sáng tạo tổ chức các hoạt động phù hợp với thực tế địa phương, từ đó đã mở rộng mạng lưới kết nối lực lượng tình nguyện trong và ngoài tỉnh. Điểm nhấn của những chiến dịch tình nguyện đều mang tính dài hơi liên tục, góp phần tạo môi trường để thanh niên dễ dàng tiếp cận, tham gia, đóng góp sức trẻ, trí tuệ vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt vào những thời điểm đất nước ta nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng phải đối mặt với những khó khăn thách thức như dịch bệnh COVID-19, tinh thần sục sôi cống hiến, sẵn sàng tham gia tình nguyện lại cuộn trào như làn sóng mạnh mẽ để góp sức trẻ cùng chống dịch. Với 243 đội hình tình nguyện, đội phản ứng nhanh, trên 2.400 thanh niên sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, trực chốt kiểm soát, truy vết, hỗ trợ công tác nhập liệu và phục vụ tiêm chủng vaccine là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần không quản ngại gian khó của thanh niên Gia Lai. Khi lúc đầu mà bọn em mặc đồ bảo hộ này rất là nóng, nhưng mà sau một thời gian thì bọn em cảm thấy là đó là một chuyện bình thường, nó dần quen với bọn em ở trong những ngày bọn em tham gia công tác tình nguyện này rồi. Vâng, và em cảm thấy cái điều đó là một điều tự hào đối với em, mà mình giúp được một ít nào đó cho đất nước tỉnh Gia Lai của mình chống được qua đại dịch ạ. Không chỉ tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai còn khẳng định sức trẻ trên mỗi công trình phần việc thanh niên. Trong 5 năm, từ năm 2017 đến nay, Gia Lai có hàng ngàn phần việc công trình thanh niên từ cấp xã đến cấp tỉnh. Những công trình thanh niên đã và đang phát huy hiệu quả trong đời sống của người dân ở mỗi địa phương, thể hiện được tinh thần, sức mạnh cũng như sự sáng tạo của thanh niên cùng xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Thì làng đây là một cái làng rất là khó khăn, mà đời sống của nhân dân thì cũng khó khăn, mà đặc biệt là cái nguồn nước sinh hoạt mà dân đào giếng thì gặp đá, mà nhờ bên các anh chị bên đoàn là kêu gọi các mạnh thường quân đã quan tâm hỗ trợ đầu tư cái giếng khoan cho bà con, nhờ đó mà bà con có được cái nguồn nước sử dụng là nhằm phục vụ thiết thực đời sống cho bà con, cải thiện ngày một tốt hơn, mà công trình này nó mang lại ý nghĩa rất là thiết thực, đáp ứng về việc sinh hoạt cho bà con. Song song với những hoạt động phong trào tạo môi trường để thanh niên trải nghiệm, cống hiến, từ đó giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của thanh niên thế hệ mới, các tổ chức đoàn hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn phát huy tốt vai trò đồng hành cùng thanh niên lập thân khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Theo đó, các tổ chức đoàn hội đã tăng cường tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho thanh niên. Trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội nâng tổng dư nợ do Đoàn Thanh niên quản lý trên 950 tỷ đồng. Phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ đầu tư 15 dự án khởi nghiệp, thành lập được các hợp tác xã trong thanh niên, mở kênh giới thiệu tiêu thụ sản phẩm ô cốp cho thanh niên. Từ sự quan tâm này cùng với nỗ lực của mỗi cá nhân, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, hình thành nhiều ý tưởng lập nghiệp, khởi nghiệp thành công. Thông qua cái kênh Đoàn Thanh niên bên Ngân hàng Chính sách là cũng hỗ trợ cho tôi là được 90 triệu. Là phải phát triển về giống cây trồng, như là về phát triển về kinh tế của bên là thứ nhất là tôi mở rộng được về cái diện tích cây này, diện tích mặt bằng này, rồi có những cây trồng giống như là sầu riêng, cà phê và tiêu. Đây giống như là một cái gói rất là bổ ích và tốt. Tôi cũng mong đoàn là sẽ có triển khai tốt hơn, nhiều sẽ triển khai nhiều gói hơn nữa cho anh em phát triển kinh tế về sau này, cũng như là các thanh niên ở trong làng, trong xã, đặc biệt là trong làng nó rất cần những cái gói tiền như thế. Đấy. Thực tế cho thấy, công tác đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Gia Lai không chỉ dừng lại ở những hoạt động phong trào bề nổi, mà đã đi vào thực chất các vấn đề mà đoàn viên thanh niên hiện nay đang thiếu, đang cần. Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nhân lực, ở mỗi cấp bộ đoàn, phương pháp tập hợp thanh niên lại được đổi mới sáng tạo.
Chính vì thế, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Đây chính là động lực phấn đấu để các tổ chức đoàn hội trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội trong nhiệm kỳ sắp tới. Với những cái mục tiêu đã đặt ra, hy vọng rằng toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi trên toàn tỉnh sẽ tiếp tục rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống vinh quang, hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do cấp ủy cũng như đoàn cấp trên và đoàn cấp trên thực tiễn chỉ đạo đối với thực tiễn của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đặt ra nhằm nắm chắc thời cơ cũng như là vận hội chinh phục thử thách khó khăn, đoàn kết tiên phong sáng tạo, khát vọng xây dựng quê hương Gia Lai giàu mạnh. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Gia Lai luôn tự hào và phát huy phẩm chất yêu nước, xung kích sáng tạo của thanh niên Việt Nam, đồng thời thể hiện bản lĩnh của thanh niên các dân tộc trên vùng đất cao nguyên Gia Lai, quyết tâm cùng toàn đảng, toàn dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước, vừa có phẩm chất tốt, vừa có năng lực chuyên môn, ý chí khát vọng vươn lên, sẵn sàng đón nhận những thách thức vận mệnh mới.